Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Crypto Lab mình. Hôm nay mình cập nhật tình hình thị trường, tình hình giá của Bitcoin ha. Thì như các bạn biết thì sau khi đạt đỉnh vào ngày mùng 10 tháng 11, mùng 10 tháng 11 thì Bitcoin có một cái nhịp giảm khá là sâu. Nếu mà tính cả cái đáy râu này này, thì mình đo được là Bitcoin khoảng từ đây lên đây giảm khá là lớn ha. 65% đó, từ cái đỉnh 67.000 mà về tới cái râu này 67% là một cái cú giảm khá là lớn ha. Soi lại lịch sử một chút thì Bitcoin nó đặt đỉnh vào ngày 16 tháng 4 là ở vùng giá 63.000, sau đó là có một cái cú giảm cũng rất là lớn về vùng giá là 30.000. Về cái vùng giá 30.000 là tầm đây, tầm là 24 tháng 5. Thì ở cái giai đoạn này hồi tháng 5 á, thì mình cũng hơi bị FOMO ha, cho nên là thời điểm đó mình cũng có lời nhưng mà không chốt, đâm ra là cái lúc đó cái tài khoản của mình là gần như là huề vốn và âm một xíu luôn, nhưng mà mình lỡ rồi, cho nên là mình hâu luôn ha, hâu hâu bất đắc dĩ. Tại vì mình cũng thấy với lại là về dài hạn thì Bitcoin nó vẫn còn tăng nữa, cho nên là mình quyết định mình không cắt lỗ, mình cứ để vậy. Thì sau đó thì nó tiếp tục đạt đỉnh ở cái vùng giá là 67.000, so với cái đỉnh cũ á 64.000 thì nó cao hơn ha. Thì khi mà nó đạt đỉnh ở cái, nó vượt được cái đỉnh cũ vào thời điểm ngày 17 tháng 4 á, thì mình cũng và nhiều người cũng cho rằng là nó phá đỉnh rồi thì nó sẽ tiếp tục nó đi lên một cái nhịp từ giờ đến cuối năm là khoảng 70 hay 80 ngàn gì đó, và sau đó thì nó mới giảm, có thể là downtrend và theo một cái chu kỳ là 2 đến 3 năm nữa để tiếp tục là vào cái mùa uptrend ha. Nhưng mà cái kịch bản nó không có xảy ra, mà nó lại cuối cùng nó lại giảm xuống một nhịp như thế này. Nó giảm xuống một nhịp mà đến 40 41.000. Thì cái thời điểm mà giá nó ở vùng 57 55.000 á, thì mình cũng rút kinh nghiệm cái đợt tháng 5 á, thì mình cũng chốt ra khoảng gần 2/3 tài khoản rồi, vốn rồi, thì mình còn để lại khoảng hơn 1/3 ha. Thì sau khi nó rút một cái râu ở cái vùng, về đến cái vùng giá là tiệm cận 39.000 này, 41.000 này, 40 41.000, thì mình qua cái khung 4 giờ ha, thì nó đang đi theo một cái trend này. Nó đang đi theo một cái trend. Đợi mình xíu ha, để mình vẽ. Đi khung mà giảm này. Cái khung 4 giờ mà trong cái hộp giảm này. Thì nó đang có ở cái khung 4 giờ ngày hôm nay thì nó có một cú bật nhẹ ha. Nếu mà mình nghĩ nếu mà nó vượt đâu qua được cái đỉnh này á, thì cái đỉnh cũ này á ở khung 4 giờ thì có thể nó sẽ lên, nó test tiếp tục là ở cái vùng giá là 53 54 ngàn. Mình quay trở lại cái khung một ngày đi. Đó, nó lên được cái vùng này thì theo quan điểm của mình á, nó sẽ chưa thể lên ngay uptrend lại đâu.
mà có thể nó lên tới đây, nó sẽ giảm tiếp tục về đây, nó test lại cái vùng giá cái râu cũ mà nó thả trước đó là từ 41 42 ngàn, hoặc là tệ hơn một xíu thì có thể là nó về đến tận đây là vùng là 36 35 ngàn, rồi sau đó nó mới tăng lên tiếp, nó tăng lên lại cái đỉnh này. Thì ở cái vùng giá 6 cái vùng giá cái đỉnh cũ này á, 63 ngàn cho đến 66 ngàn, cái đây là cái một cái kháng cự rất là lớn ha, kháng cự không ngày mà không tuần luôn. Nếu mà nó vượt qua được cái kháng cự này, cái vùng này thì nó sẽ có một cái nhịp tăng rất là mạnh một nhịp tăng rất là mạnh, có thể nó lên đến khoảng 80 90 ngàn. Đó là một cái, đó là cái kịch bản mà mình dự đoán như thế. Nhìn qua thị trường thì hôm nay thì từ sáng đến giờ thì nó xanh hết à, nó xanh. Bitcoin 24 giờ thì nó cũng ở khung, nhưng mà ở cái khung ngày á, khung khung tuần á, thì thực ra nó cũng không tăng là bao nhiêu ha, chỉ có một số đồng ví dụ như Sol này hay XRP thì nó có tăng, thì Terra tăng rất là mạnh ha, cái con Terra hệ Luna này tăng 66%. Về cái tài khoản của mình thì mình vẫn mình có phân bổ, mình cơ cấu lại thôi, mình đây mình cơ cấu lại, mình phân bổ qua một số con IDO ví dụ như là Starbucks hay là DeFi Warriors đó, và con KDG này đó. Thì ba cái con này nó có cái nó mới phát triển thêm cái lân park, tức là IDO. Mình nắm giữ những cái đồng này thì mình sẽ được mua những cái kèo IDO ở trên cái hệ này, thì giá của nó thời điểm mình mua thì nó cũng khá là thấp. Ví dụ như con KDG này, đây là một đồng của đồng coin của team team người Việt nhé, thì đồng này mình biết từ năm 2018 cơ, 2018 2019 gì đó. Cái đỉnh của nó này, cái đỉnh của nó là tận đến 0,08, mà bây giờ giá của nó là 0,018, chia cũng 7 chia 8 lần rồi. Ở thời điểm đó thì có một người anh trong trong ngành thì có giới thiệu mình mua ICO, nhưng mà mình chưa có mua ha, mình không mua tại vì mình thấy một phần là dự án Việt Nam, với lại nói chung là nhiều lý do cho nên là mình không có mua ở thời điểm đó. Nhưng mà dạo gần đây thì cái đồng coin này được cái là nó team nó tiếp tục nó phát triển đó, làm thì mình cũng khá là bất ngờ. Nếu mà đồng này mình mua ở cách đây một tháng á, thì mình cũng được x khoảng x x4 x5 ha. Nhưng mà sau đó nó giảm lại rồi, cái khung khung một tháng. Đây, cách khung khung này là khung 3 tháng này. Đây, cái giá đáy của nó là 0,002 ha, 0,0028, mà bây giờ là 0,01 ha. Mà con này thì thực ra cái cáp của nó còn khá là bé, có 4 triệu 3 đô thôi, và nó mới chỉ có list ở trên hai cái sàn này, khối lượng giao dịch thì cũng rất là nhỏ, có chưa tới 1 triệu đô nữa. Thì đây là cái giao diện của nó này. Nếu mà mình hold 100 ngàn đồng KDG này thì bất kỳ cái IDO nào mình cũng được phân bổ luôn. Mình được phân bổ, hình như là mình nhớ không nhầm là tùy dự án con nó sẽ cho mình mua từ 10 cho đến 30 đến 60 đô ha. Còn nếu mà mình nắm giữ ít hơn á, thì mình chỉ được tham gia cái vòng FCFS, tức là tức là ai đến trước phục vụ trước á, tức là phải phải nhanh, cái suất nó chỉ có khoảng giới hạn, nhưng mà mình phải nhanh tay thì mình mới mua được. Thì mình cũng mua đến ai ba cái dự mua trúng được ba cái IGO ở trên cái nền tảng này rồi, thì nó có con thì nó cũng
nó cũng lít sàn và nó cho mình claim để mình bán rồi, nhưng mà nó chia ra nhiều nhiều đợt claim ha. Ví dụ như nó cho mình mua 10 đô thì được khoảng mấy trăm đồng, nó thì nó sẽ phân bổ trong chia ra làm 3 lần. Thì đó thì nhân tiện đây mình cũng IDO này luôn. Đây là một cái nền tảng của anh Kim Việt Nam nhé. Đó thì đây mình các bạn có thể theo dõi, có thể nghiên cứu thêm ạ. Đó là một con thứ hai là mình tham gia là cái con DeFi Warrior này. Cái con này này. Con này thì giá nó cũng khá là rẻ, 0,0065 ha. Thì chiều nay mình cũng mới tham gia IGO của nó với điều kiện là nắm lốc 20.000 phi qua 20.000 phi qua trong vòng 2 tuần thì phải, mình nhớ không? Đó thì mình sẽ được tham gia cái vòng FCFS của nó. Còn cái vòng mà mặc định nắm giữ số lượng lớn á, mà bất kỳ IGO nào cũng được phân bổ thì nó chưa có cập nhật ha, mình chưa thấy cái gói đó. Thì đây là hai cái đồng liên quan đến LunPad mà mình có phân bổ và mình mua để mình tham gia mấy cái kèo IGO ha, trong cái thời gian mà thị trường nó đao chen như thế này. Thì mình hy vọng là sau khi mua những cái đồng token ở những cái dự án IGO á, thì khoảng tháng quý 1 2022 khi thị trường nó uptrend lại á, thì những đồng coin này nó sẽ tăng, nó sẽ boom và mình sẽ có thể xx được tài khoản ha. Con này thì nó cáp nó lớn hơn cái con KDG con kia rất nhiều, cáp của nó là được 14 triệu đô rồi. Con này thì thực ra nó là một cái game play to earn, mà sau đó thì theo cái roadmap của cái team cũng của Việt Nam luôn, thì trong cái roadmap của nó là cũng có đề cập đến vấn đề là sau này làm IGO nữa, thì nó cũng thực hiện đúng như những gì mà trong cái roadmap của nó đề cập. Nên là mặc dù cái giá của nó giảm khá là sâu nhưng mà mình cũng như là cái team KDG thì team này mình thấy họ cũng vẫn hoạt động, vẫn vẫn update dự án, cho nên là mình cũng mình nhận mình phân bổ một ít, mình mua những cái đồng token của nó. Đây, cái giá của nó đỉnh của nó là 0.03 mà bây giờ nó xuống 0.006 rồi ha, xuống cũng không hơi, hơi cũng khá là lợi, khá là sâu rồi. Thì đó là một hà vài cái đồng IPO mà ở cái vùng giá mà nó còn rất là thấp, mình có giới thiệu qua đây để anh em có thể nghiên cứu ha. Mình nếu mà còn USDT có thể mình phân bổ để mình tham gia được những cái kèo IGO của nó. Nếu mà có gì thắc mắc đến những hai cái dự án này thì các bạn cứ nhắn tin ở phía dưới, nếu có gì không hiểu thì mình cứ nhắn tin thì mình sẽ trả lời ha. Qua bên cái trang DeFi Llama thống kê về cái TVL cũng là cái cap ở bên DeFi ấy, thì mình thấy là cái trend hệ sinh thái thì hiện giờ là Ethereum thì nó vẫn là top 1 ha. Nhưng mà con Luna này nó đã vượt lên top 2 rồi, đẩy cái hệ sinh thái BSC này xuống thứ 3 rồi. Và tiếp theo là những cái con khác. Thì các bạn nên để ý con Terra này ha, để xem mình xoáy sâu vào trong nó để xem nó có những cái update hay có gì mới, mà cái hệ sinh thái của nó đang phát triển khá là nhanh mạnh ha, mặc dù là thị trường đao chen. Thì các bạn có thể qua đó kiếm những cái ngách mà mình mua được những cái đồng token ở trong cái hệ của nó, hoặc là các bạn có thể nghiên cứu thêm để biết là cái hệ tiếp theo nó bùng nổ sẽ là hệ gì, để mình nắm giữ những cái đồng coin ở trong cái hệ sinh thái của nó ha. Rồi ok.
Video mình dừng lại tới đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.